trả lời, để thế là tôi trả lời cùng anh và cùng cộng đồng mạng như thế này. Những cái câu hỏi tại sao là Hồng Loan lúc đó là đời thường không về sống chung với nghệ sĩ, rồi săn sóc là trái ớt quả cà với nghệ sĩ ở đời thường, thì tôi cũng xin thưa cùng anh và cùng cộng đồng mạng, nghệ sĩ Vũ Linh là người có tiền, bỏ tiền ra mướn ô xin, thì ba tôi bỏ tiền mướn ô xin thì không lý gì mà anh mà chỉ bảo tôi hay mọi người bảo tôi phải về lo đó là quả cà trái ớt cho ba tôi. Nhưng trong thời gian này Hồng Loan cũng vẫn là mỗi ngày hay là cách ngày cũng về thăm cha săn sóc, thì cái đó là cái vấn đề bình thường thôi. Cha tôi có cửa mướn chị thì chị phải săn sóc, cha tôi dùng của để mướn chị thì lý gì phải giờ bắt tôi về ngồi đó mà ngồi. Nhưng đến khi mà gặp đại nạn là nghệ sĩ là Vũ Linh là nằm trong bệnh viện, thì là Hồng Loan bỏ đi cái, nói thẳng là bỏ đi sự sống của năm đứa con mình, rồi là đi vào bệnh viện với cha để là chăm săn sóc cha từng ngày từng giờ. Cái điều đó thì bà con có hiểu có thấu trời không mà để nói là phụ bạc hay là cái gì. Cha tôi có tiền thì mướn chị thì chị phải săn sóc, đó là mới lai sanh ra một cái chị ô xin mà bây giờ là bước và đi ra khỏi nhà thì là với một cái tập đoàn kền kền tổ chức ủ mưu cướp đồ của nhà nghệ sĩ bằng cách là con mua cái này con lấy, con mua cái kia con lấy. Rồi đó là bà con còn thấy một cái chi tiết đời thường mà nghệ sĩ vẫn còn than oán với cái chị là ô xin này, cầm một sấp hóa đơn nói đây là hóa đơn khống 8 năm trời tôi phải chịu đựng. Bà con thấy cái sự nó xót xa cho là nghệ sĩ là Vũ Linh hay không? Mà cái sự là xót xa này, cái sự ảnh hưởng này thì là do là chị Sáu này gây ra. 20 năm trời đó là chỉ biết trả nợ. Thế là nghệ sĩ là cái lúc mà yếu đuối về già thì không có một cái người vợ để gọi là cha mẹ chăm con thì không bằng mà bà chăm ông đó. Đó là cái câu ngạn ngữ đó là họ làm mất đi, bọn cần cần này làm mất đi cái hình ảnh người vợ của nghệ sĩ Vũ Linh, rồi để là để cái chị ô xin này vô đó là múa gà múa mò múa vịt như thế đó. Đó là cái sự đau lòng mà nó cũng đáng lẽ ra chúng ta hiểu được, thì chúng ta thấy cái sự xót xa cho Vũ Linh và luôn cả Hồng Loan. Đó là cái điều hết sức là cái nghiệp mà một cây cao bóng cả phải âm thầm gánh chịu 20 mấy năm và một cái đời người thì thật sự là quá thiếu sót. Thiếu sót là gì? Thời gian lo đi làm trả nợ cho anh chị em gì đó, rồi để là nuôi dạy Hồng Loan thì cũng không đầy đủ như những đứa con trong xã hội. Rồi bắt đầu đó là đến nghệ sĩ nằm xuống thì bà con thấy đi đâu có một cái vòng hoa, cái vòng khăn tang của người vợ đưa đón đâu. Theo đáng lẽ những chú những cô nhìn thấy những cái hình ảnh mà trong lễ tang đó thì là những người đó nên hãy chùng tay lại. Còn đằng này họ là mang một cái thú tính là cần cần quen là mổ xương mổ máu người ta để ăn để hút, rồi để bây giờ là đến đời con của người ta thì họ cũng xúc lại để gọi là tranh giành rồi hãm hại rồi là này kia kia nọ, thì thật sự là hết sức là đáng buồn và đáng buồn, hết sức là thương Hồng Loan và thương Hồng Loan chứ. Và Hồng Loan cũng phải thẳng bước, và tôi nói ở đây là đâu đó cũng có một vài một anh YouTube là chuyên gia là đi sát và chuyên gia là lấy cái điện thoại thứ nhiều đưa vào nhà người ta, thì cái anh đó là cũng mong chị Ni và Hồng Loan á là loại trừ anh đó ra. Đó anh đó đã xúc phạm vào đời tư của người ta rồi, nhưng mà anh vẫn đội cái lớp là tôi là ban tin tức thời sự. Thời sự anh đứng ở xa anh quay Hồng Loan á là đi ra khỏi nhà, Hồng Loan làm cái chuyện này chuyện kia. Còn này anh rỗi vô trong nhà đây anh tìm cái gì trong đó? Có phải anh tìm mật khẩu wifi nè, anh tìm những cái mật mã của mà của camera hay không, để rồi á là về cùng bọn kền kền á là theo dõi Hồng Loan một cách á là tuyệt đối 100% thời gian để họ tìm ra những cái sơ hở để họ bốc phép trên cộng đồng và pháp luật. Thì tôi thấy rõ ràng 17 vi bằng và 5 cái đơn đó thì tôi thấy vô cùng trái khoáy. Chồng mình thì chỉ con mình, nó là Hàn Quốc,
Rồi bây giờ người ta nghe là chồng mình là cha của đứa bé đó, nói nó là Hàn Quốc thì người ta nói bây giờ nó là Hàn Quốc. Mà cha nó nói không tin cha nó giờ tin ai? Chẳng lẽ tin, tôi nói một câu này hơi buồn cười, chẳng lẽ tin mà một thằng cha chợt ở ngoài chợ lớn không? Không tin cha nó nói thì tin ai? Mà bây giờ cũng lại là gài thế để gọi là thưa kiện Hồng Loan, một sự hết sức là trái khuấy và vô cơ sở. Nếu thưa là thưa ngay thằng cha của nó, thằng cha nó đã nói rồi với Thúy Nga, nó là Hàn Quốc nên nó đẹp hơn em rõ ràng, thì bây giờ đi thưa ấy đó. Mà đây là tôi cũng gửi riêng với là cái người mẹ của đứa bé là Đạt Phước đó, đó đó là cái hậu quả đã xảy ra rồi anh ạ. Bà con ạ, đó cha mẹ nó gây ra sóng gió, rồi chính cha nó điểm mặt nó là Hàn Quốc, rồi bây giờ mẹ nó lại là đi thương người ta, đồng nghĩa là mẹ nó đem cái lời nói mà của cha nó, đứa bé đó, thằng bé đó là chôn vùi xuống đất đen. Thì rõ ràng đấy là một cái sự gọi là đau lòng mà trái khuấy về văn hóa, một cái sự nhũng nhiễu đó, mà nó mang lại cái hậu quả tàn khốc mà Hồng Loan phải lãnh đầy nhiều, đầy những cái oan ức, thì thật sự là đau lòng và đau lòng. Còn sống đó thì họ đã thừa hưởng hoặc là họ đã nhờ cậy biết bao nhiêu tiền của rồi, nhưng mà bây giờ khi mà cố nghệ sĩ vừa mất đi mà tại sao mà không bảo vệ con của cố nghệ sĩ mà lại cùng với cái bọn kia để lấn áp Hồng Loan, thì đó đều thấy là biết là ai vô ơn ai, con điều đó không biết là chú đánh giá như thế nào không biết. Trước tiên thì tôi để mà tiếp lời của anh á, thì cái loại người đó thì chúng ta không còn dùng cái từ gọi là vô ơn anh à, vì đó là cái dùng anh còn vẫn còn gọi là những con người có mang một cái tính chất con người. Còn đằng này tôi thấy gần như là ngày xưa thì người ta không có pháp luật và người ta văn chương cũng còn là ít, thì người ta nói là thú đội lớp người, do đó họ không biết ân nghĩa đâu anh à, mà họ chỉ biết quyền lợi. Mà đâu đó thì tôi thấy trong ý kiến của cộng đồng mạng gọi đây là cái nhóm lợi ích đó, ha, có lợi ích là người ta là sẵn sàng làm tất cả. Bây giờ anh thấy rõ ràng tại sao tôi nói cái lời đó, điển hình như là bà cô của Hồng Loan khi là nhảy bổ vào nhà của Hồng Loan để toan tính chuyện gì đó, thì là được là mấy anh áo xanh đó là cản không cho vào để tôn trọng cái quyền lợi của Hồng Loan, hợp pháp của Hồng Loan, thì đó chửi bà nội mày, thì bà nội Hồng Loan là má cha của ai anh thấy không? Mà rồi rồi bây giờ tôi nói anh một câu phân tích nhẹ thôi, một kẻ già hai thứ tóc đó mà từng ăn học hiểu biết gì đó là ca hát sướng gì đó, nhưng mà tại sao lại chửi cha như chửi mẹ như vậy? Thì ngay trước mắt chúng ta là cũng đã gây cho cái sóng gió cộng đồng. Thứ nhất, cái chị là cô của mà Hồng Loan, thứ nhất trách nhiệm của họ là một nghệ sĩ, là cái người truyền bá văn hóa cho cái người Việt Nam, đó là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai nữa, cái trách nhiệm của một người già hai thứ tóc ở trên đầu, mà tại sao có những cái lời mà chửi luôn cả mẹ mình vì vấn đề quyền lợi của mình, là một cái sự trái khuấy ở đây. Bởi tại sao cộng đồng nó là sóng gió là không là được yên? Rồi bên cạnh đó là 2 năm trời là ăn nhờ ở đậu không đồng, thì không làm dư ra một cái gì cả. Sau khi tám tang là 100 ngày thì lại tuyên bố là giờ khổ sở vô gia cư, nào là mẹ già con nhỏ, nhưng mà họ lại lấp liếm lại một ông chồng sức dài vai rộng, có mặt mũi cũng thông minh, mà lý gì mà để gọi là vô gia cư. Tôi nói thật sự đời thường tôi và anh và cộng đồng mạng đều thấy những cụ già 70-80 tuổi rồi, những đứa em tật nguyền mù đuôi què lết, mà họ vẫn đi bán từng tờ vé số, họ vẫn có được tiền mướn nhà trọ. Thì lý gì mà cái hình ảnh như vậy, có một hình ảnh bà cô thì nhảy sòng sọc cũng đâu có hề gọi là bệnh tật gì, qua cái hình ảnh là cùng á là nga bàn thờ á là xúc phạm cái hương linh gỗ bàn với cái bọn thằng áo vàng đó anh đó đó. Mà nhắc tới đó rồi tôi lại thêm bức xúc nữa đó, thì cũng cái con bán bún bò đó đó là nó từng xúc phạm
vào đó là vong linh của cái người qua đời, lúc còn đó là nhang khói tiếng kinh kệ đó, hương hồn đó, nó vỗ bàn như vậy. Rồi bây giờ nó đến cơ quan à, rồi bắt đầu nó cũng cười hỉ hả. Thì tôi cũng nói là đây là thấu động trời xanh, mà chỉ có giải quyết được là ở vấn đề hợp pháp, vấn đề đó là pháp lý, chứ còn vấn đề đời thường thì như vậy. Tôi nói thật sự ra mà ở đâu đó là như cũng có một cái lời nói tôi nói vậy nè. À, trời ơi, ở đâu mà có một cái nhóm người gì kỳ cục quá, rồi cũng có ra mà sao cũng lạ, có đâu được cái con Hồng Loan thì nó quá hiền từ. Thì rõ ràng cái bọn cờn cờn này nó ăn hiếp vào cái bản tính đó là đạo đức từ thiện hiền lương của cha con Vũ Linh và Hồng Loan thôi. À, chứ còn ngoài đời thường không ai chấp nhận như vậy anh ạ. Nó lợi dụng vào cái lòng á là lương thiện của cha con người ta, thế là nó tấn công đến bây giờ nó cười khoái trá khi là sáu bảy nhân sự gì đó đi đến đó để hồng hà hiếp Hồng Loan, để ức chế Hồng Loan. Nhưng mà tôi cũng mong á là Hồng Loan phải vững bước, vì Hồng Loan á là đã có cái áo áo giáp là của cộng đồng mạng, mà đó cũng là một cái phước báo của là cha mình để lại cho Hồng Loan, cha của Hờn là nghệ sĩ Vũ Linh để lại cho Hồng Loan. Thì Hồng Loan phải vững bước, không việc gì mà phải sợ cả, chánh thì phải thắng tà, còn con thì phải được hưởng quyền thừa kế. Đó là cái điều dĩ nhiên mà pháp luật và ngàn đời công nhận, thì Hồng Loan nên vững bước, không việc gì phải sợ cả. Và bên cạnh đó thì tôi dựng mình chúng ta cũng vẫn nhờ biết là hoa hậu Phương Lê cũng là sẵn sàng giúp đỡ Hồng Loan, rồi là chị Ni nữa. Thì mong hai người đó và những vị luật sư là giúp đỡ Hồng Loan qua khỏi cái hoạn nạn này. Và cũng mong ở chính quyền sở tại đó, những cái chuyện mà như là năm lá đơn vô cớ gì đó và 17 cái vi bằng thì đâu là đúng pháp luật, thì hãy thượng tôn pháp luật. Còn nếu chưa sai pháp luật thì phải đưa phạt họ về vấn đề là hành chánh, chứ không thể họ quấy rối được. Ví dụ giả sử giờ ngày mai kia thấy Hồng Loan lỡ sặc mũi cái vô vô tình đó, là cô Sáu đến nhà nó, Hồng Loan đứng đi ngang đường đó, Hồng Loan sặc mũi cái là cũng lập vi bằng thưa vì Hồng Loan sặc mũi trước mặt tôi rồi, thế là cũng đụng chạm tới đó là cái thời gian của Hồng Loan hay sao. Mà chúng ta ở đây phải tôn trọng thời gian của Hồng Loan, để Hồng Loan còn phải nuôi năm đứa con và còn phải là phụng thờ của cái nhà thờ. Thì điển hình đó, hồng bà mấy người á là đàn áp bọn cần cờ, nó đàn áp nào chú nào cô nào thím nào em nào chị gì đó, vân vân và vân vân. Thì bây giờ mấy người đàn áp quá, đến Hồng Loan á nó dỗ cha của mấy người đó, không làm quá đó rồi nó khổ sở quá, thì nó cũng chỉ có một cái bàn vuông nhỏ nhắn đó, ai gì đâu mà để cho Hồng Loan là kỵ cơm cho bà nội mình với một cách đơn sơ như vậy. Có phải chăng vì những cô những chú những em là tham lam đó hay không mà để rồi Hồng Loan là rõ khổ, khổ nha chứ không có nghèo, nhưng mà quá khổ. Tại vì lớp á thì lo tang mộ cha là quyết liệt, và cái sự ấm ức đó là một trăm mấy mươi ngày đã. Rồi bắt đầu là bây giờ mới quay lại được ngày một ngày hai, thì nhờ cái phước báo đó rồi để là cộng đồng mạng chúng ta có nhiều nhiều người giúp đỡ, thì Hồng Loan mới là lấy lại cái cuộc sống là mới lấy lại ban đầu thôi, chứ nó ổn định thì chưa dám nói, vẫn có vài ngày thôi nè. Nhưng mà ở đây á chúng ta thấy nghe cái clip của chị Ni nói rồi, thấy cái cảnh đó là cái chị ô sinh đó, Nga bàn thờ đó nó ta quá tàn ác, quá tàn nhẫn bà con. Nó lấy cái gia đình của người ta, không còn lấy một cái vật dụng gì để gọi là cho một cái đời sống con người đó. Chính nó là một cái loại ô sinh đó, mà cũng lại là Hồng là giết đi Hồng Loan để ra đi cái nhà đó là không còn sự sống. Bà con thấy sự tàn ác đó quá quá khổ sở cho Hồng Loan, mà đáng thương cho Hồng Loan ạ. À.